Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Xem bắp như báu vật, Real Madrid có kế hoạch đặc biệt. Theo nguồn tin từ tờ Macca, Real Madrid đã lên kế hoạch đặc biệt cho buổi ra mắt bắp Bên cạnh đó, họ còn trao số áo huyền thoại cho cầu thủ này. Real Madrid đang ở rất gần bắp Lời đề nghị thứ hai của họ trị giá 180 triệu euro được cho là đủ sức nặng để khiến PSG phải đổi ý bởi lẽ nếu không chấp nhận đề nghị này đội bóng thành paris có nguy cơ mất trắng ngôi sao này vào mùa hè năm sau bappe được xem là bản hợp đồng thế kỷ của real madrid trong lịch sử họ chưa bao giờ chi ra số tiền lớn như vậy để chiêu mộ một cầu thủ hai bản hợp đồng lớn nhất của câu lạc bộ là gazette bell và eden hazard chỉ có giá 100 triệu euro do đó real madrid đang xem bappe là báu vật thực sự họ đã lên sẵn kịch bản đặc biệt để ra mắt ngôi sao người pháp Thiệt thòi của Bappe là tới Real Madrid trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành nên buổi lễ ra mắt của anh sẽ bị giới hạn số người tham dự. Ở thời điểm này, Real Madrid đang có hai kịch bản. Thứ nhất, họ có thể ra mắt Bappe với số lượng người lớn ở trung tâm huấn luyện Van Depart. Buổi lễ ra mắt của Bappe sẽ được truyền hình trực tiếp ra toàn thế giới. Tất nhiên, điều này có vẻ thiệt thòi với Bappe. Do đó, Real Madrid có kế hoạch ra mắt hoành tráng hơn. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng sân Estadio Santiago Bernabeu mới được sửa chữa lại để ra mắt Mbappe. Điều đáng nói, tiền đạo người Pháp chính là người đầu tiên sông đất ở sân Bernabeu mới. Theo quy định của Bộ Y tế Tây Ban Nha, các câu lạc bộ chỉ được sử dụng 40% công suất của sân vận động trong ba trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Real Madrid đã xin phép chính quyền Madrid cho nâng công suất lên 70% trong ngày đón Mbappe. Theo quảng cáo từ phía Real Madrid, họ sẽ ra mắt báu vật Mbappe hoành tráng không kém gì Messi ở PSG. Chưa dừng lại ở đó, bà lãnh đạo Real Madrid đã dự định dành riêng áo số 5 huyền thoại của Zidane cho Bappe. Tiền đạo người Pháp đang khoác áo số 7 ở PSG nhưng số này đang thuộc về Eden Hazard, còn áo số 10 được dành cho Luka Modric. Do đó, Bappe không thể lựa chọn số áo này. Việc khoác áo số 5 huyền thoại ở Real Madrid là vinh dự lớn với Bernabeu bởi Zidane đã cực kỳ thành công với số áo này. Bản thân Zidane cũng là một trong hai thần tượng lớn nhất của Bappe cùng với Ronaldo. Hiện tại, áo số 5 đang thuộc về cầu thủ dự bị Jesus Vallejo. Do đó, họ hoàn toàn có thể lấy áo này cho Bappe. Nó không phải là số áo quá đẹp nhưng về ý nghĩa, nó cho thấy việc Real Madrid đánh giá cao Bappe như thế nào. Họ hy vọng sẽ có thêm ngôi sao người Pháp tỏa sáng rực rỡ ở Bernabeu. Hát Long